chúng ta điều chỉnh khoảng cách ở đây, đúng không? Thì đây nó rất là hay, nó có cái dim tự động này. Thì mọi người kích vào cho tôi cái chân dim ở đây. Đấy, cái biểu tượng nó có cái ao tròn này, màu xanh này. Đó, mình kích vào, kéo nó sang bên này. Đó, thì tự động chúng ta có khoảng cách là 1600 ở đây, được chưa? Đấy, thì chúng ta thay đổi khoảng cách 1600 ở đây đi. Bây giờ chúng ta xem là bao nhiêu? 75 cộng với 745 là bao nhiêu ạ? Chúng ta lấy máy tính lên, chúng ta cộng 745 cộng với 75 bằng 820, được chưa? Tức là team đến team nó cách nhau là 820. Chúng ta kích vào đây, chúng ta gõ sổ đây là 820, được chưa? Mọi người nhớ nhá, chúng ta gõ số, sửa cái số này đi, đó là 820, được chưa? Đó, sau đó chúng ta kích chuột ra khoảng không thì tự động nó nhảy về theo đúng cái dầm như thế này. Ok, tiếp theo chúng ta là đây là có một cái dầm nữa. Đó, thì bây giờ chúng ta xem cái dầm này là dầm bao nhiêu, dầm 150 nhân với dầm 300, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta lại gõ lệnh BM, nó cứ kích hover, kích vào giữa tim dầm này, kích vào giữa tim dầm này, được chưa? Đó, sau đó chúng ta NSC thoát lệnh. Tiếp theo này mọi người đo khoảng cách cho tôi. Đó là 110, chúng ta ấn máy tính lên. 110 chúng ta cộng với 875 cộng với 75 nó bằng 1060, đúng không? Từ tim đến tim, cái tiếng tính là từ tim đến tim mà. Thì tôi kích vào cái dầm này, tôi kích vào cái số ở đây, tôi gọi là 1060, 1060 đúng không ạ? 060. Đấy. Được chưa? 1060. Đấy. Sau đó chúng ta kích chuột ra ngoài thì tượng nó nhảy lên trên như thế này. Được chưa? Thì như vậy là chúng ta đã xong toàn bộ các cái dầm rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là đi vẽ cái sàn cho cái công trình này, đúng chưa? Và chúng ta sẽ đi vẽ sàn cho cái công trình này. Thì mọi người lưu ý cho tôi, ở đây nó có cái khu vực sàn vệ sinh này, thì nó có cái led hách này này, thì nó là ở đây nó ghi chú là gì? Sàn bê tông cốt thép 10 phân hạ cốt đáy dầm, đúng không? Đây là sàn âm, là sàn hạ đáy dầm, đúng không? Bây giờ chúng ta làm như nào để vẽ sàn? Thì chúng ta cứ tích vào phần structure, chúng ta chọn cái công cụ là floor cho tôi, được chưa? Đó, chúng ta chọn floor và chọn là floor structure cho tôi, được chưa? Đấy, floor structure là sàn kết cấu, được không ạ? Đó, floor structure. Tiếp theo chúng ta chọn những tiết diện sàn, đây là sàn 100, được chưa? Đấy, sàn 100. Sàn 100, sàn của tôi là sàn 100. Bây giờ nhiều ông bảo là sàn 120 làm nào? Chúng ta kích về edit ở đây, được chưa? Chúng ta chọn là WK ở đây, được chưa? WK. Chúng ta chọn đây là hát sàn bằng, đấy, mọi người sổ ở số đây thôi là 120 chẳng hạn, 20. Được chưa? Đó, sửa lại 120. Đó, chúng ta ấn OK. Sau đó mọi người kích vào phần menu edit ở đây, kích vào edit ở đây, được chưa? À, sau đó mọi người sửa cái chỗ này là 120. Đó, sửa cái chỗ này là 120 thì tự động chiều dày sàn là 120, được chưa? Sau đó chúng ta ấn OK. Chúng ta ấn OK thì một cái sàn nữa là một sàn 120 được tạo ra, được không? Tôi chỉ chọn là sàn 100 thôi, thì kích vào hát sàn là chọn 100. Được chưa? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ đường bao cho cái sàn đó. Mọi người nhìn đường bao của cái sàn như thế này. Ok, thì bây giờ tôi làm nào? Tôi có thể dùng cái công cụ pick line ở đây này. Đó, cái công cụ pick line màu xanh ở đây, được chưa? Đó, tôi kích vào pick line ở đây, tôi kích vào đây, tôi kích vào các cái viền mép viền ấy. Đó, cái mép viền, mọi người nhớ đó, là cái đường bao của sàn phải là viên dạng kín nhá. Sau đó tôi ấn TR, tôi kích vào đầu này, tôi kích vào này, TR như lệnh chim ấy. Đó, tôi chim vào để nó nối với nhau, được chưa? Kích vào đây, tôi kích vào đây, tôi kích vào đây, kích vào đây, như vậy nó nối với nhau rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người xem để ý này, cái sàn này nó còn nhô ra một ít nữa, thì nhô từ tim ra là 295 so với cái dầm như thế này, được chưa? Chúng ta kích vào phần mềm Revit, ta kích vào đây, ta kéo nó ra, mọi người xem nó có phải nhô hết không? Nó chỉ nhô một đoạn từ đây, đây là 1190 này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? 1190 đây. Đấy, chúng ta làm là từ tim ra 1190. Thì chúng ta lên trên này, chúng ta kích vào cái công cụ ở đây. Đấy, chúng ta kích từ đây, chúng ta đi ra bao nhiêu đây? Chúng ta cứ kích vu vơ, chúng ta không biết đi ra bao nhiêu, được chưa? Đấy, chúng ta kích vào cái chỗ này, chúng ta gõ số vào đây, được chưa? Đó, mọi người gõ số vào đây. Chúng ta gõ ở đây là bao nhiêu? Từ tim ra là 1190. Chúng ta kích vào đây là 1190, được chưa? Đấy, mọi người nhớ nhé, 1190. Chúng ta kích chuột ra ngoài, được chưa? Bước tiếp theo chúng ta lại kích vào cái biểu tượng ở đây. Vẫn kích vào biểu tượng ở đây, được chưa? Đấy, sau đó chúng ta vẽ, kích vào đây, kích vào đây, ấn FC, được chưa? Sau đó chúng ta TR, chim thằng này vào, được chưa? Sau đó TR tiếp, chim thằng này và chim thằng này vào, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta xem này. Mọi người để ý cho tôi này, cái thông số ở đây này. Đó, 295 này, nó cách từ tim của cái dòng này đến ra cái mép này là 295, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta làm nào? Tôi kích vào đây, kích vào cái chỗ này. Đó, thì mọi người cái con số 480 đây này. Đó, mọi người kéo cái chỗ này nhá, kéo cái ao tròn này này. Đó, kéo cái chỗ cái chấm tròn này này, chấm xanh này, kéo nó vào giữa tim. Đó, cho nó thả ra, được chưa?
Đấy, bây giờ chúng ta xem khoảng cách là bao nhiêu. 295 thì chúng ta kích vào đây, kích vào cái chỗ này nhá, sau đó kích vào cái số này, kích vào là 295, mọi người hiểu không? Đó, kích vào đây là 295 được rồi. Đấy, sau đó chúng ta kích chuột ra ngoài, được chưa? Đó, bước tiếp theo là gì? Bây giờ mọi người để ý cho tôi, đây là có cái sàn rỗng cầu thang đúng không? Cái chỗ này nó không có sàn thì cầu thang nó rỗng mà. Thì chúng ta làm như nào? Thì chúng ta dùng cái công cụ là hình vuông. Đấy, chọn cái hình vuông ở đây nhá, vẫn là boundary nhưng mà chúng ta chọn hình vuông, được chưa? Sau đó chúng ta kéo cái đúng cái ô cầu thang. Đấy. Thì nguyên lý của nó là gì? Một cái hình khép kín nó nằm ở trong một hình khép kín, một hình khép kín bé nằm trong một hình khép kín to, thì tự động cái hình khép kín ở bên trong ấy nó bị cắt, nó bị rỗng đi, được chưa? Và mọi người để ý tiếp theo cho tôi là cái gì? Cái sàn này là sàn âm, cái sàn mà có led hack này này thì chúng ta cũng phải tạo lỗ rỗng luôn cho cái sàn này đúng không? Chúng ta lại kích vào cái ô biểu tượng ô vuông tiếp, được chưa? Đó, kích tiếp vào biểu tượng ô vuông. Sau đó chúng ta vẽ. Đó, sau chúng ta vẽ từ đây đến đây đúng không? Chúng ta sàn này sàn âm xuống từ đây xuống đây đúng không? Đó, sau chúng ta ấn FC. Cuối cùng sau khi xong thì chúng ta ấn finish. Đó, được chưa? Thì tự động nó tạo ra một cái ký hiệu sàn như thế này, thì chúng ta ấn vào ký hiệu sàn cho nó delete đi. Và mọi người lưu ý cho tôi là khi nào nó phải hiện cái led đứt như này lên thì nó mới là đúng, tại vì đang các cái dầm này nó nằm trong sàn nên nó có led đứt đúng không ạ? Dạ, nếu mà ai mà không có cái led đứt này là sai. Tiếp theo bây giờ chúng ta vẽ cái sàn này, nó bảo là cái gì? Cái sàn chỗ hách hách này này là sàn dày 10 phân hạ cốt đáy dầm đúng không ạ? Thì dầm của chúng ta là 300 đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải hạ, mà sàn của chúng ta dày 10 phân thì chúng ta phải hạ xuống 20 phân đúng không? Thì chúng ta lại gõ lệnh sàn và phần structure floor structure. Được chưa? Đó, floor structure. Và chúng ta có lệnh SB ở đây được, tắt là SB. Đó. Tiếp theo chúng ta lại chọn là sàn 100, chọn một sàn 100 cho rồi, sàn 100. Tiếp theo mọi người kích vào cái công cụ này, hình vuông ở đây, thấy chưa? Đấy, vẫn là cái ô vuông. Đấy, sau đó mọi người vẽ thôi. Nhưng mà mọi người lưu ý cho tôi là cái chỗ phần 2 offset này mọi người điền cho tôi là âm xuống 200, được chưa? Đấy, âm xuống 200. Tại sao âm xuống 200? Vừa rồi tôi giải thích rồi. Đấy, âm xuống 200 nha, âm xuống 200. Tại vì bây giờ sàn chúng ta dày là 10 phân rồi mà muốn hạ cốt đáy dầm thì chúng ta phải âm xuống 200 đúng không? Đó, dầm là 300 rồi mà. Thì chúng ta kích vào, chúng ta kẻ nhé, chúng ta kẻ từ bên trong này này. Đó, tại vì nó ăn vào mép dầm mà, kích vào đây. Đấy, mép dầm này, thấy chưa? Sau chúng ta ấn free list. Đó, thì chúng ta kích chuột vào, chúng ta kích vào đây, chúng ta xóa cái biểu tượng này đi. Để kiểm tra nó đúng hay không thì chúng ta vào phần 3D kết cấu, thấy chưa? Kích vào 3D kết cấu ở đây, thấy chưa? Đó, kích đúp vào. Đấy, thì mọi người ấn shift chuột giữa, shift chuột giữa và di chuột, giữ chặt phím shift và chuột giữa, sau đó di chuột đi di chuột lại để cho nó xoay, mà cho nó xoay hướng nào thì chúng ta giữ shift chuột giữa cho nó ra xoay di chuột, tự động là nó sẽ ra một cái không gian để chúng ta xem, được chưa? Như vậy là chúng ta đã vẽ đúng rồi, đúng chưa? Đó, chúng ta tắt cái 3D đi, được chưa? Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho anh em toàn bộ các cái bước số mấy đấy ạ? Số 7 rồi, đó là tạo dựng dầm sàn lỗ rỗng cho mặt bằng kết cấu tầng 2. Bước số 8 chúng ta vào mặt bằng kiến trúc, chúng ta dựng hết các cái bức tường kiến trúc cho tầng 1, được chưa? Và lưu ý chiều cao tường tới đáy dầm thôi, hoặc đáy sàn, được chưa? Thì chúng ta lại quay lại đây, chúng ta quay lên trên, chúng ta vào mặt bằng kiến trúc tầng 1, chúng ta kích nút vào mặt bằng kiến trúc tầng mấy ạ? Mặt bằng kiến trúc tầng 1, được chưa? Mặt kiến trúc tầng 1, kích nút vào. Đó, chúng ta có cái mặt bằng kiến trúc tầng 1 này. Thì bây giờ để vẽ tường ấy thì chúng ta lại quay ra cái mặt bằng kiến trúc của tầng 1 của cái bản vẽ PDF mà tôi cho anh em, thì anh em quay ra. Rồi, mặt bằng kiến trúc tầng 1 đây, được chưa? Thì mọi người để ý cho tôi đó là gì? À, chúng ta sẽ có toàn bộ các cái tường nó như thế này. À, 4 xung quanh là tường 220 hết đúng không? Đấy, chúng ta vẽ lần lượt nhá. Thì để lệnh vẽ tường ấy thì chúng ta gõ lệnh là WA. À, nhớ khi mà để có lệnh WA được ấy, thì mọi người phải tắt cái chế độ là tiếng Việt đi. Đây, để cái phần này là đang tiếng Anh cho rồi, được chưa? Nếu mà người đang dùng UK, được chưa? Đó. Sau đó chúng ta mới gõ lệnh WA. À, được chưa? WA, được chưa? Mọi người nhớ nhá. Đây, chữ W này, chữ A. Được chưa? Đó. Ok, tiếp theo này, chúng ta ở trong cái phần properties này chúng ta chọn cho tôi đây tường 220 thì chúng ta chọn tường 220 này, được chưa? Đó, nó chọn cho tôi là tường 220. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ em muốn thay cái tường này không phải 220 mà tường khác thì tôi làm nào? Thì tôi kích vào edit này. Tôi ấn vào phần duplicate. Bây giờ giả sử bây giờ tường 4 tường là tường 55 thì gọi là số 55, enter. Sau đó chúng ta lại kích vào chỗ phần edit ở đây, được chưa? Đó, kích vào edit. Sau đó mọi người điền cái số đây là 55, đúng bằng cái chiều dày của cái tường 55, được chưa? Sau đó chúng ta ấn ok. Sau đó chúng ta ấn ok thì tự động chúng ta có một cái tường, đó là tường 55.
mà ở đây yêu cầu của tôi là đường 220, đây tôi chọn là đường 220, tôi làm như vậy để cho anh em biết cái cách để thay đổi thôi, được chưa? Đường 220. Ok, khi chọn đường 220 xong, bây giờ chúng ta đi vẽ đường.